Và lúc này, khi các vùng chăn nuôi đang tập trung cho thị trường Tết, thì cũng là lúc dịch tả lợn châu Phi rất dễ bùng phát. Lo ngại nhất là ở những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Như tại Ninh Thuận, những ổ dịch gần đây đều xảy ra trên đàn lợn của hộ gia đình. Cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đã kịp thời có những cách kiểm soát dịch bệnh phù hợp với đặc thù chăn nuôi nhỏ lẻ. Trước thực tế, đa phần hộ chăn nuôi nhỏ lẻ chưa nắm vững cách thức phòng ngừa dịch bệnh. Cơ quan thú y cùng chính quyền địa phương đã tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm Đàn heo ở tỉnh Ninh Thuận có trên 240.000 con, 18% tổng đàn thuộc dạng nuôi nhỏ lẻ trong 4.500 hộ chăn nuôi. Với đặc thù này, một khi các hộ gia đình chăn nuôi chủ động phòng ngừa dịch tả heo châu Phi thì khi đó mới ngăn chặn được mối nguy lây lan dịch bệnh.